tình hình ở Ukraine căng như dây đàn. Nga di rời dân ở Kherson và cảnh báo Ukraine sắp đánh một trận sống mái liên quan đến nơi đây. CNN nhận định Nga có thể sớm mất một trong những thành tựu chiến lược ở Ukraine. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga vạch kế hoạch để làm cớ cho cuộc rút lui ở Kherson. Đồng minh ông Putin quả quyết về xung đột Nga-Ukraine. Mọi thứ sẽ khác. Ông Zelensky cảnh báo Nga tuyển mộ thêm lính ở các khu vực kiểm soát. Ở diễn biến khác, Nga cảnh báo cứng rắn nếu Liên Hợp Quốc điều tra về UAV cảm tử ở Ukraine. Trung Quốc bảo vệ phong cách ngoại giao chiến lang. Mỹ cân nhắc sản xuất vũ khí chung với đảo Đài Loan. Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ gặp nạn tại căn cứ không quân ở Utah. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu chương trình sẽ là những diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố chiến lược Kherson, dòng người đang lũ lượt xếp hàng chờ sơ tán. Không ít người di chuyển bằng thuyền khi Nga cảnh báo thành phố sắp bùng nổ giao tranh dữ dội. Theo CNN, giới chức Ukraine cáo buộc các nhà lãnh đạo Nga gây ra hoảng loạn để buộc người dân phải ở vùng Kherson di tản. Đồng thời cảnh báo Nga có nguy cơ sớm mất một trong những thành tựu chiến lược ở Ukraine. Từ sáng ngày 19 tháng 10, người dân nơi đây đã nhận được tin nhắn từ chính quyền do Nga lập nên. Sơ tán ngay lập tức, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ pháo kích các khu dân cư, sẽ có xe buýt từ 7 giờ, từ cảng Report đến Tả Ngạn. CNN trích tin nhắn nêu rõ. Trước đó, trong lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình Nga từ khi được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến dịch quân sự ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin nói rằng tình hình ở Kherson không hề đơn giản và rất căng thẳng khó khăn. Ông cho biết các kế hoạch và hành động tiếp theo của Nga đối với thành phố Kherson sẽ phụ thuộc vào tình hình quân sự và chiến thuật trên thực địa. Theo CNN, các lực lượng Ukraine đã tiến công qua một số khu vực của Kherson trong những tuần gần đây, tái kiểm soát làng mạc và đất đai dọc theo bờ Tây sông Dnipro. Trong khi đó, khả năng tiếp tế của quân Nga ở Kherson đã bị cản trở nghiêm trọng do Ukraine thường xuyên tấn công tên lửa vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Đặc biệt, vụ nổ ở cầu Kerch nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea tiếp tục gây tắc nghẽn hậu cần của Nga, CNN nhấn mạnh. Tuần trước, người đứng đầu chính quyền do Nga hậu thuẫn đã kêu gọi Điện Kremlin giúp sơ tán người dân gần chiến tuyến. Theo giới chức Ukraine, chỉ còn khoảng 130.000 người hiện còn ở thành phố Kherson. 7 tháng sau khi chiến dịch quân sự nổ ra, Điện Kremlin coi khu vực Kherson là một phần của Nga sau khi tuyên bố sáp nhập vào tháng 9. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình, tướng Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự, nói rằng Ukraine đang chuẩn bị bao vây trung tâm thành phố Kherson. Thậm chí Kiev sẽ tấn công con đập của nhà máy thủy điện ở Nova Kakhovka để gây lũ nhấn chìm hạ nguồn. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này. Theo CNN, sẽ không hề dễ dàng để Ukraine chiếm lại thành phố Kherson nếu Nga quyết bảo vệ và quân Ukraine khó có thể chọn cách tấn công trung tâm đô thị, nơi hàng chục nghìn người dân vẫn ở lại. Dẫu vậy, Ukraine vẫn tỏ ra lạc quan với chiến dịch phản công ở Kherson. Chúng tôi sẽ đạt được tiến bộ đáng kể trước cuối năm nay. Đó sẽ là chiến thắng đáng kể. Thiếu tướng Kirilo Buranov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, phát biểu ngày 18 tháng 10. Nói về vai trò quan trọng của Kherson, trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự, việc kiểm soát Kherson là một chiến thắng quan trọng về mặt chiến lược của Điện Kremlin. Chỉ vào ngày thứ Bảy của xung đột, thị trưởng của Kherson thông báo rằng binh lính Nga đã tiến vào văn phòng của ông, thành phố đã thất thủ. Về mặt địa lý, Kherson nằm ở vị trí huyết mạch gần sông Dnipro và cách không xa kênh cung cấp nước cho Crimea. Chính phủ Ukraine đã đóng cửa kênh đào đó vào năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo này. Đây là thành phố lớn đầu tiên mà Nga giành được và là thủ phủ vùng duy nhất mà Moscow kiểm soát từ cuối tháng 2. Đây cũng là khu vực dân cư lớn thứ hai mà Nga có được sau Mariupol. Theo RT, các quan chức chính quyền thân Nga ở thành phố Kherson và tỉnh Kherson gần đây liên tục đảm bảo Nga sẽ không để cho Ukraine kiểm soát vùng đất phương Nam cực kỳ quan trọng này. Đáng chú ý, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các nhà chức trách Nga đang lên kế hoạch cho cuộc rút lui khỏi Kherson sau những tổn thất chiến lược.
Theo đó, thì báo cáo của Viện Nghiên cứu cho rằng Điện Kremlin có khả năng thiết lập các điều kiện, thông tin cho hành động này. Trước đó, chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin đã nhấn mạnh những quyết định khó khăn của Nga ở Kherson. Trong khi đó, người dân khu vực cũng đang được sơ tán để đề phòng một cuộc phản công của Ukraine. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nêu rõ, tuyên bố của ông Surovikin có thể là những nỗ lực nhằm thiết lập các điều kiện thông tin cho một cuộc rút lui hoàn toàn của Nga qua sông Dnipro. Các nhà lãnh đạo quân sự Nga có khả năng đang cố giảm thiểu hậu quả của việc thất bại trước một phản công của Ukraine. Tạp chí Newsweek còn trích một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng các sĩ quan tình báo Nga và quân đội Chechnya đã bắt đầu rút khỏi thành phố Kherson cách đây 2 hoặc 3 ngày. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng. Hiện phía Nga chưa bình luận về báo cáo trên. Thành phố Kherson là thủ phủ của tỉnh cùng tên, được Điện Kremlin sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9. Bất chấp nhiều sự phản đối, thành phố nằm ở bờ tây sông Dnipro, cũng là hướng tiến công tiềm tàng của quân Ukraine. Đài RT cho biết, ngày 19 tháng 10, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Kirill Tremoshov thông báo hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới Ukraine đang tăng cường tấn công. Ông nói sau các đợt pháo kích ban đầu, các tiểu đoàn của Kiev đã tiếp tục tấn công. Kẻ địch dùng số lượng lớn máy bay không người lái UAV tầm trung Bayraktar cho các mục đích trinh sát và tấn công. Đến hiện tại, mọi cuộc tấn công của Ukraine đều bị ngăn chặn. Chúng ta đang giữ vững phòng tuyến, ông Tremoshov nói thêm. Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19 tháng 10 ban hành thiết quân luật ở Kherson cùng với 3 khu vực vừa sắp nhập khác là Zaporizhia, Donetsk và Luhansk. Ông Putin yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền nhà nước Nga phải hậu thuẫn cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Reuters. Trong bài phát biểu trước Hội đồng An ninh Nga, ông Putin còn trao quyền lớn hơn cho các tỉnh trưởng ở 4 tỉnh vừa sáp nhập, đồng thời yêu cầu thành lập một ủy ban điều phối chung do Thủ tướng Mikhail Mishustin dẫn dắt để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Reuters cho hay, hiện chưa rõ biện pháp thiết quân luật của Nga sẽ đem lại tác động như thế nào bên cạnh việc siết chặt an ninh hơn nữa ở Kherson và 3 tỉnh khác. Phía Ukraine đã gọi biện pháp thiết quân luật của ông Putin là hành vi hợp pháp hóa việc giành tài sản của người Ukraine. Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga hôm 19 tháng 10, đã ám chỉ rằng xung đột ở Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới. Nhiều tuần sau khi yêu cầu quân đội Nga thay đổi chiến lược, ông Kadyrov, một đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin, quả quyết nhận định mọi thứ sẽ khác, theo tạp chí Newsweek của Mỹ. Ông Kadyrov nói trên Telegram, các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine đang bị tấn công có chủ đích. Chúng tôi đã cảnh báo rằng chúng tôi chưa thực hiện các biện pháp cụ thể trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã nhiều lần tạo cơ hội, nhưng chúng đều bị phớt lờ. Giờ đây, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi sẽ đưa ra các điều khoản. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya cho hay. Theo Reuters, hàng chục thành phố Ukraine đã bị oanh kích bằng tên lửa và máy bay không người lái trong thời gian gần đây. Ông Vitaly Kalisko, thị trưởng thành phố Kiev cho biết, hệ thống phòng không của thủ đô đã tiếp tục được kích hoạt hôm 19 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga tuần này đã xác nhận tiến hành các vụ tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác. Cảnh quay camera an ninh được công bố hôm 19 tháng 10 cho thấy tên lửa đã nã trúng một tòa nhà hành chính ở thành phố Enerhodas, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở đông nam Ukraine. Hiện thành phố do Nga kiểm soát, theo Reuters. Reuters đã xác minh địa điểm và thời gian diễn ra của video trên. Thị trưởng Dmytro Orlov tại Enerhodas cho biết thành phố bị pháo kích vào ban đêm. Ông nói thêm, có thông tin cho biết tòa nhà của Ban chấp hành Hội đồng Nhân dân thành phố bị hư hại. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã khai hỏa 13 tên lửa vào vùng ngoại ô phía bắc thành phố Enerhodas, cũng như vùng lân cận nhà máy điện hạt nhân. Reuters hiện chưa thể xác minh các báo cáo trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 10 chỉ trích việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra thiết quân luật tại các địa phương mà Moscow sáp nhập. Nhà lãnh đạo Ukraine còn lưu ý rằng, trong tương lai gần, Nga sẽ cố tuyển mộ thêm người dân ở các khu vực bị tạm kiểm soát, theo đài NHK và hãng tin Sky News cho hay. Theo hãng tin Sky News,
Ông Zelensky kêu gọi người dân Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, hạ vũ khí hoặc nếu nằm trong các tổ chức quân sự của Nga và tìm đến các vị trí của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Nghị viện châu Âu đã trao giải thưởng Sakharov về tự do tư tưởng năm nay cho người dân Ukraine. Điều thực sự quan trọng là tất cả đàn ông và phụ nữ Ukraine, hàng triệu người của chúng tôi, những người rất dũng cảm bảo vệ tự do, đã được công nhận ở châu Âu trong năm nay. Đài NHK dẫn lời Tổng thống Ukraine cho hay. Phía Nga chưa bình luận gì về cáo buộc trên của ông Zelensky. Trước đó, Reuters đưa tin, hôm 19 tháng 10, Tổng thống Putin đã ban hành lệnh thiết quân luật tại 4 khu vực của Ukraine mà Điện Kremlin đã sắp nhập. Lệnh có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10. Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và các vùng Kherson, Zaporizhia đã thực thi thiết quân luật trước khi được sáp nhập vào Nga. Bây giờ chúng ta cần chính thức hóa quy chế này trong khuôn khổ pháp luật Nga. Vì vậy, tôi đã ký một sắc lệnh ban hành thiết quân luật đối với 4 thực thể này của Liên bang Nga. Ông Putin phát biểu hôm 19 tháng 10. Được biết, sắc lệnh của Tổng thống Nga quy định các cơ quan thực thi pháp luật của nước này có 3 ngày để đệ trình các đề xuất cụ thể, tiến đến thành lập các lực lượng bảo vệ lãnh thổ trong các khu vực sáp nhập từ Ukraine. Reuters đưa tin Nga hôm 19 tháng 10 cảnh báo sẽ đánh giá lại sự hợp tác với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nếu ông cử các chuyên gia tới Ukraine. Tuyên bố của ông đưa ra sau khi phương Tây cáo buộc Iran cung cấp các máy bay không người lái UAV cảm tử cho Nga sử dụng trong xung đột. Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó đại sứ Nga Dmitry Polyansky kêu gọi ông Guterres và các nhân viên dưới quyền tránh tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra bất hợp pháp nào. Nếu không, chúng tôi sẽ phải đánh giá lại sự hợp tác với họ, điều hầu như không có lợi cho bất kỳ ai. Chúng tôi không muốn làm điều đó, nhưng sẽ không có lựa chọn nào khác, ông nói với các phóng viên. Ông Polyansky không chia sẻ thêm các chi tiết. Nói với báo giới, đại sứ Nga cũng nói rằng ông không thấy lạc quan về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine ở Biển Đen. Theo Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp về việc Nga sử dụng UAV ở nước hàng xóm, theo yêu cầu của Mỹ, Pháp và Anh. Các quốc gia phương Tây cáo buộc các UAV được Nga dùng trong xung đột là do Iran sản xuất. Điều này vi phạm một nghị quyết năm 2015 có nội dung phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran. Cũng trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này cung cấp máy bay không người lái UAV cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Ông Saeed Iravani khẳng định những chỉ trích này là vô căn cứ, theo hãng tin Sputnik. Phát biểu ngày 19 tháng 10, ông Iravani nhấn mạnh, chúng tôi dứt khoát bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ rằng Iran đã chuyển giao các UAV cho Moscow dùng trong chiến dịch quân sự. Chương trình nghị sĩ chính trị và thông tin sai lệch chống lại Iran thật đáng thất vọng, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc nói thêm. Trước đó, phát ngôn viên Liên minh châu Âu Nabila Masali cho biết khối này đã thu thập bằng chứng về việc Iran bị cáo buộc cung cấp UAV cho Nga và đang chuẩn bị đưa ra phản ứng. Cáo buộc Nga mua UAV cảm tử từ Iran đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan lên tiếng hồi tháng 7. Ngoài đại sứ Iravani, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cũng phủ nhận việc cung cấp UAV cho Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova khẳng định những cáo buộc này đã được truyền thông Mỹ lan truyền. Xin được chuyển sang một số diễn biến đáng chú ý khác. Hôm 20 tháng 10, Reuters đưa tin Trung Quốc đã bảo vệ chính sách đối ngoại quyết đoán hơn được áp dụng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, được gọi là phong cách ngoại giao chiến binh sói hay là chiến lang. Trong đó, các nhà ngoại giao nước này đã khẳng định họ dám chiến đấu bất chấp những lời chỉ trích của quốc tế rằng lối ngoại giao đó có thể phản tác dụng. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, bên lề đại hội thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Mã Chiêu Húc, nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu trong các nỗ lực ngoại giao, luôn sẵn sàng ở tuyến đầu để bảo vệ lợi ích và phẩm giá quốc gia. Theo Reuters, khi quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây trở nên căng thẳng hơn vì các vấn đề từ nhân quyền đến những mâu thuẫn liên quan đến nguồn gốc COVID-19,
các nhà ngoại giao của Bắc Kinh dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện những hành động cứng rắn và quyết đoán hơn như một cách để củng cố tinh thần của người dân trong nước. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn cầu do Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington công bố hồi tháng trước cho thấy, ánh nhìn của người dân Mỹ cũng như các nền kinh tế tiên tiến khác với Trung Quốc đã bớt thiện cảm hơn. Được biết, Chiến binh sói thực chất là tên một chuỗi phim hành động bom tấn về yêu nước tại Trung Quốc. Trong đó, các nhân vật được xây dựng theo hình tượng chiến đấu với kẻ thù cả trong và ngoài nước để bảo vệ lợi ích đất nước. Thời gian gần đây, cụm từ này được sử dụng để chỉ những nhà ngoại giao sẵn sàng đáp trả trực diện những bên công kích Trung Quốc, trái ngược với những nhân vật đối ngoại ôn hòa của nước này trong vài thập niên trước đây. Reuters dẫn thông tin vận động hành lang hôm 19 tháng 10 cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét kế hoạch hợp tác sản xuất vũ khí với vùng lãnh thổ Đài Loan. Đây được xem là một sáng kiến để Hoa Kỳ tăng tốc chuyển giao khí tài, tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước Trung Quốc. Theo Reuters, kể từ năm 2017, các tổng thống Mỹ đã phê duyệt các hợp đồng bán vũ khí cho đảo Đài Loan trị giá lên đến 20 tỷ đô la Mỹ, giữa bối cảnh Trung Quốc liên tục cảnh báo khả năng thống nhất hòn đảo bằng vũ lực. Tuy nhiên, cả Đài Bắc và Washington đều quan ngại các lô vũ khí sẽ được Mỹ chuyển giao trễ do những khó khăn trong chuỗi cung ứng và nhu cầu sử dụng một số hệ thống vũ khí tăng cao sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ông Rupert Harmon Chambers, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Đài Loan cho biết các bên vẫn chưa xác định được đâu là loại vũ khí có thể hợp tác sản xuất. Có khả năng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào việc cấp cho Đài Loan nhiều vũ khí và công nghệ tên lửa lâu đời. Tuy nhiên, ông lưu ý, để xúc tiến ý tưởng này, các nhà sản xuất vũ khí phải có giấy phép hợp tác sản xuất từ chính quyền hai bên. Trong khi đó, có thể có tiếng nói phản đối trong chính phủ Mỹ đối với việc cấp giấy phép đồng sản xuất cho Đài Loan, vì vốn dĩ Washington thường không thoải mái trong việc phê duyệt công nghệ quan trọng cho thực thể bên ngoài. Cơ quan đối ngoại Đài Loan đã từ chối bình luận về sáng kiến sản xuất chung vũ khí nói trên. Hòn đảo chỉ khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn gần gũi và thân thiện. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Mỹ đang xem xét tất cả lựa chọn để đảm bảo chuyển giao nhanh chóng vũ khí, tăng khả năng phòng thủ cho hòn đảo. Cuối tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng Bắc Kinh sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để hợp nhất Đài Loan, bên cạnh nỗ lực giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng vệ của Đài Bắc để hòn đảo có thể tự vệ. US News dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết một tiêm kích tàng hình F-35 của nước này đã bị rơi và bốc cháy vào hôm 19 tháng 10 tại một căn cứ không quân ở Utah. Phi công đã kịp thoát ra ngoài và được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Không đoàn tiêm kích 388 của Mỹ đã đăng thông báo trên tài khoản Twitter của mình rằng chiếc F-35A Lightning II đã bị rơi ở đầu phía bắc đường băng ở căn cứ không quân Hill ở bang Utah. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. KSL.com cho biết, ông Brock Tewood, một cư dân ở gần hiện trường kể lại, phi công đã thoát ra ngoài và đáp xuống gần khu nhà của ông, nằm gần căn cứ không quân. Khi nghe tiếng động, ông Tewood đã đến kiểm tra thì phát hiện phi công đi bộ, tay bị thương và tim đập mạnh. Dù vậy, anh ta vẫn có thể ăn nói mạch lạc. Sau đó, phi công đã được cứu hộ và đưa đến bệnh viện theo dõi. Được biết, căn cứ không quân Hill nằm cách thành phố Salt Lake khoảng 48 km về phía Bắc. Thưa quý vị, Biển Đông là tuyến đường vận tải biển quan trọng với trị giá hàng tỷ đô la và các cường quốc trên thế giới đều muốn xuất hiện nhiều hơn tại khu vực này. Mới đây, trang tin Finstar vừa thông báo về đợt tập trận chung đầu tiên của Hải quân Mỹ, Canada, Nhật Bản và Úc trên Biển Đông. Tuy nhiên, không nêu rõ thời gian của cuộc tập trận này. Trang tin Finstar cho hay đợt tập trận đầu tiên của bốn nước ở Biển Đông sẽ bao gồm các nội dung trên mặt nước, dưới mặt nước, diễn tập phòng không và có cả sự tham gia của các phi cơ tuần tra do thám hàng hải. Tư lệnh Matthew Hayes, chỉ huy trưởng chiến hạm USS Milius của Mỹ cho biết các bài diễn tập kết hợp giữa hải quân các nước giúp tăng cường tương tác và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đợt diễn tập lần này cũng chứng minh Mỹ luôn ủng hộ, nâng cao vai trò các đồng minh, hướng đến xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ông Matthew Hayes cho biết thêm, đợt tập trận giữa Mỹ và đồng minh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn gia tăng ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, khi Trung Quốc liên tục đưa ra những cảnh báo với đảo Đài Loan và tranh chấp về chủ quyền với Philippines trên Biển Đông. Hoa
Khoảng 21 triệu người Malaysia đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 11 cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của đất nước. Thông tin được Ủy ban Bầu cử Malaysia cho biết hôm 20 tháng 10, theo Reuters trích dẫn. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Abdul Ghani Shahid cho hay, chiến dịch tranh cử sẽ diễn ra trong 2 tuần và các ứng cử viên sẽ phải nộp đơn trước ngày 5 tháng 11. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố giải tán quốc hội, mở đường cho các cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức sớm hơn. Theo Thủ tướng Malaysia, nên tổ chức cùng lúc cả cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc gia và địa phương nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân, đảm bảo quy trình dân chủ diễn ra suôn sẻ và tiết kiệm chi phí. Vừa qua, chính phủ của ông Ismail Sabri đã công bố khoản ngân sách trị giá 80,06 tỷ đô la Mỹ cho năm 2023. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu bất ổn và dự kiến tăng trưởng chậm, đây là một trong những khoản ngân sách lớn nhất trong lịch sử của Malaysia. New Zealand là cường quốc nông nghiệp với thế mạnh về chăn nuôi và đánh bắt thủy sản. Chính quyền New Zealand vừa có đề xuất tính thuế mới đối với ngành chăn nuôi và ngay lập tức người dân đặt nghi vấn về tính hợp lý của chính sách lần này. Hãng tin Reuters cho hay, vào hôm 20 tháng 10, nhiều nông dân tại New Zealand đã tập trung tại các thành phố trung tâm bằng xe kéo và xe tải, đồng thời giăng biểu ngữ để phản đối kế hoạch áp thuế đối với khí thải nông nghiệp. Vào tuần trước, chính quyền New Zealand xác nhận kế hoạch định giá với khí đốt sử dụng cho nông nghiệp và khí metan sinh học, loại khí thải chủ yếu phát sinh từ việc ợ hơi của bò và cừu. Kế hoạch này vẫn trong giai đoạn nghiên cứu nhưng đã bị chỉ trích bởi các nghiệp đoàn nông nghiệp. Các tổ chức này đặt câu hỏi về tính giải thích của đề xuất về yếu tố bù đắp thiệt hại gây ra bởi khí thải. Cách định giá khí thải và kiểm soát chương trình cũng là vấn đề gây nghi ngại đối với kế hoạch này. Đức và Pháp đã nhất trí không thúc đẩy lạm phát bằng cách gia tăng nhu cầu và các chính phủ không được chống lại động thái của Ngân hàng Trung ương. Tuyên bố thuộc về Bộ trưởng Tài chính Đức Chrystia Linder được Reuters trích dẫn ngày 20 tháng 10. Bên cạnh tuyên bố trên, cũng trong ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết châu Âu phải đưa ra một phản ứng mạnh mẽ với đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Ông cho rằng điều này khiến nhiều công ty rời khỏi châu Âu. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý đây không phải là lúc cho một cuộc thương chiến giữa hai đồng minh. Chiến tranh thương mại không thể xảy ra vào thời điểm này. Chúng ta là đối tác xuyên Đại Tây Dương. Vì vậy, từ phía châu Âu, dù chúng ta đang trong các cuộc đàm phán tốt với đối tác Mỹ, nhưng chúng ta phải đưa ra một câu trả lời mạnh mẽ. Bộ trưởng Đức nhấn mạnh, một cuộc họp chính phủ chung giữa Đức và Pháp đã bị dời lại đến tháng 1 năm sau khi có đồn đoán rằng hai nước có mâu thuẫn về mức độ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, Reuters cho hay. Tân Bộ trưởng Nội vụ Anh, ông Grant Shapps, hôm 19 tháng 10 đã lên tiếng ca ngợi vị tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt. Ông nói, trong khi chính phủ đang gặp khó khăn, Bộ trưởng Jeremy Hunt đã làm rất tốt công việc của mình, theo Reuters. Thủ tướng Anh Liz Truss đã mất hai bộ trưởng cao cấp nhất trong vòng chưa đầy một tuần, khiến chính phủ của bà có nguy cơ sụp đổ. Nói với báo chí, vị tân bộ trưởng nội vụ cho biết, chính phủ Anh đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Ông Grant Shapps cũng nhấn mạnh, bộ trưởng tài chính thực hiện tốt vai trò của mình. Ông Grant Shapps đã thay thế bà Suala Braverman, người bị buộc phải từ chức vì gửi một tài liệu chính thức bằng hộp thư điện tử cá nhân cho một đồng nghiệp quốc hội. Việc này đã vi phạm các quy tắc của chính phủ. Bà Braverman đã sử dụng thư từ chức để chỉ trích Thủ tướng Liz Truss khi nói rằng bà lo ngại về hướng đi của chính phủ. Bà phản đối Thủ tướng về việc đổi hướng trong cắt giảm thuế. Ngoài ra, bà từng cam kết giảm đáng kể lượng người nhập cư vào Anh. Vào đúng thời điểm, bà Truss dự kiến tăng lượng người ngoại quốc tới nước này nhằm kích thích nền kinh tế. Một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, kết thúc quý 3, Netflix đã thu hút thêm 2 triệu người dùng mới. Đây là tín hiệu đáng mừng cho gã khổng lồ phát trực tuyến sau đợt sụt giảm trong nửa đầu năm, theo Reuters. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, Netflix đã thu hút thêm 2,4 triệu người đăng ký mới trên toàn thế giới, nâng tổng số người đăng ký lên 223,1 triệu người trên thế giới, theo Reuters. Vài giờ sau khi báo cáo trên được công bố, giá cổ phiếu của Netflix đã tăng hơn 14%. Trong quý 3 vừa qua, Netflix đã phát hành những tập cuối cùng của bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách Stranger Things, cùng với series phim kinh dị
Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Đây trở thành một trong những series được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix. Gã khổng lồ phát trực tuyến đang nỗ lực để thu hút nhiều người xem sau đợt sụt giảm đột ngột trong nửa đầu năm nay. Netflix đã mất gần 1,2 triệu người đăng ký trong 6 tháng năm 2022. Trong đó quý 2 năm 2022 ghi nhận số lượng người dùng từ bỏ ứng dụng là 970.000 tài khoản. Trong thư gửi cổ đông hàng quý, Netflix lưu ý rằng các đối thủ cạnh tranh đang mất tiền từ việc phát trực tuyến nhằm thu hút người xem. Netflix ước tính rằng các đối thủ sẽ ghi nhận tổng số lỗ hơn 10 tỷ đô la Mỹ từ hoạt động kinh doanh trong năm nay. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động hàng năm của Netflix đạt ngưỡng 5-6 tỷ đô la, theo Reuters. Trong suốt một thập kỷ qua, Trung Quốc từng bước tối ưu hóa cấu trúc ngành năng lượng. Các siêu dự án giúp cải thiện khâu phân phối theo vùng, nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định trong quá trình vận hành nền kinh tế. Khoảng 10 năm trước, Mark Kilhua, một cư dân của thành phố Bắc Kinh, từng phải sử dụng than để sưởi ấm và nấu nướng. Vài năm gần đây, căn hộ cô chuyển đến từ năm 2015 đã có khí đốt và hệ thống khí sưởi ấm giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Nguồn cung khí đốt và khí sưởi cho căn hộ của cô đến từ Changing Oven, công ty sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất Trung Quốc. Sản lượng khí đốt hàng năm của Changing Oven chiếm khoảng 1/4 sản lượng của quốc gia này. Kể từ đầu năm, công ty đã tăng sản lượng khí tự nhiên thêm 10 triệu mét khối một ngày khi sản lượng cung ứng theo ngày của năm trước đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Trung Quốc cũng tối ưu hóa cấu trúc ngành năng lượng theo hướng phát triển nhanh chóng năng lượng sạch, giúp đảm bảo năng lượng cho các doanh nghiệp mới phát triển. Tại thành phố Hợp Phì, các công ty năng lượng mới thành lập có sản lượng tiêu thụ tăng vọt trong quý 3 do sự phát triển đột phá của quang điện và điện gió. Trong quý 3, mức tiêu thụ điện của công ty tôi tăng thêm 14,35 triệu kWh, cao hơn 77% so với cùng kỳ năm trước và 41% so với quý 2. Ông Mao cho biết, nguồn điện được truyền tải từ đường dây cao thế Changi-Guan giúp cho công ty vận hành hết công suất. Đường dây cao thế Changi-Guan là đường dây truyền tải điện lớn nhất thế giới, khởi phát từ một trạm chuyển đổi ở Tân Cương với điểm cuối thuộc tỉnh An Huy. Siêu dự án này bắt đầu vận hành từ tháng 9 năm 2019 và cung cấp năng lượng sạch cho nhiều khu vực phía đông Trung Quốc. Kết thúc chương trình ngày hôm nay sẽ là một hình ảnh vô cùng thú vị. Cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên dòng nước chảy xiết của thác Hukou ở tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc, sẽ mang đến một khung cảnh nên thơ cho du khách đến thăm khu vực này. Thác nước nằm ở giữa sông Hoàng Hà và hẻm núi Jinhan Grand. Nhiệt độ giảm đột ngột và lượng mưa giảm ở thượng nguồn sông đã tạo điều kiện hoàn hảo cho cầu vồng xuất hiện. Vào mùa thu, dòng sông cuồn cuộn lao xuống vực sâu, sức mạnh của nước tung bắn lên cao. Khi nước từ sông Hoàng Hà phun lên, một cầu vồng hoạn mục đôi khi có thể làm lóa mắt du khách dưới ánh nắng rực rỡ. Nằm ở biên giới giữa tỉnh Sơn Tây phía Bắc và tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc, thác Hukou là thác nước lớn nhất dọc theo sông Hoàng Hà, con sông mẹ của dân tộc Trung Quốc. Tên của thác có nghĩa là miệng của một cái ấm, trong tiếng Trung Quốc, bắt nguồn từ việc dòng thác chảy xuống giống như nước đổ từ một cái ấm lớn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Quốc tế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.